các thành phần biệt lập. Tiếp theo, một La Mã, thành phần gọi, đáp. Đọc các đoạn trích sau đây, trích từ truyện ngắn Làng của Kim Lân và trả lời câu hỏi. A. Này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rác thế không? B. Các ông các bà ở đâu ta lên đấy ạ? Ông hai đặt bát nước xuống cổng hỏi. Một người đàn bà mau miệng trả lời. Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ. Những từ ngữ in đậm. A. Này. B. Thưa ông. Một. Trong những từ ngữ in đậm trên đây, từ ngữ nào được dùng để gọi? Từ ngữ nào được dùng để đáp? Hai. Những từ ngữ dùng để gọi người khác hay đáp lời người khác có tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu hay không? 3. Trong những từ ngữ in đậm đó, từ ngữ nào được dùng để tạo lập cuộc thoại? Từ ngữ nào được dùng để duy trì cuộc thoại đang diễn ra? 2. La Mã, thành phần phụ chú. Đọc những câu sau đây và trả lời câu hỏi. A. Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh, và cũng là đứa con duy nhất của anh, chưa đầy một tuổi. Nguyễn Quang Sáng, Chiết Lược Ngà. B. Lão không hiểu tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm. Nam Cao, Lão Hạt. Những từ ngữ được in đậm. A. Và cũng là đứa con duy nhất của anh. B. Tôi nghĩ vậy. 1. Nếu lược bỏ các từ ngữ được in đậm, nghĩa sự việc của mỗi câu trên có thay đổi không? Vì sao? 2. Ở câu A, các từ ngữ in đậm được thêm vào để chú thích cho cụm từ nào? 3. Trong câu B, cụm chủ vị in đậm chú thích điều gì? Ghi nhớ các thành phần gọi, đáp và phụ chú cũng là những thành phần biệt lập. Thành phần gọi, đáp được dùng để tạo lập hoặc để duy trì quan hệ giao tiếp. Thành phần phụ chú được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu. Thành phần phụ chú thường được đặt giữa hai dấu gạch ngang, hai dấu phẩy, hai dấu ngoặc đơn, hoặc giữa một dấu gạch ngang với một dấu phẩy. Nhiều khi thành phần phụ chú còn được đặt sau dấu hai chấm. Ba La Mã, luyện tập. 1. Tìm thành phần gọi, đáp trong đoạn trích sau đây và cho biết từ nào được dùng để gọi, từ nào được dùng để đáp. Quan hệ giữa người gọi và người đáp là quan hệ gì? Trên dưới hay ngang hàng, thân hay sơ? Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn, chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào thúc sưu. Không có, họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm rề rề như thế, nếu lại phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn. Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ, nhưng để cháu nguội, cháu cho nhà cháu ăn lấy vài húp cái đã. Nhịn suông từ sáng hôm qua tới giờ còn gì. Ngô Tất Tố, tắt đèn. 2. Tìm thành phần gọi, đáp trong câu ca dao sau và cho biết lời gọi đáp đó hướng đến ai. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. 3. Tìm thành phần phụ chú trong các đoạn trích sau và cho biết chúng bổ sung điều gì. A. Chúng tôi, mọi người, gạch ngang, kể cả anh, phẩy, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi. Nguyễn Quang Sáng, Chiết Lược Ngà. B. Giáo dục tức là giải phóng, nó mở ra cánh cửa dẫn đến hòa bình, công bằng và công lý. Những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này, gạch ngang,
các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ. Gạch ngang, gánh một trách nhiệm vô cùng quan trọng. Bởi vì cái thế giới mà chúng ta để lại cho các thế hệ mai sau sẽ tùy thuộc vào những trẻ em mà chúng ta để lại cho thế giới ấy. Federico Mayor, giáo dục chìa khóa của tương lai. C. Bước vào thế kỷ mới, muốn sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu, thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Muốn vậy thì khâu đầu tiên có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ, gạch ngang, những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỷ tới, gạch ngang, nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất. Vũ khoan, chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới. D. Cô bé nhà bên, mở ngoặc đơn, có ai ngờ, đóng ngoặc đơn. Cũng vào du kích, hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích. Mắt đen tròn, mở ngoặc đơn, thương thương quá đi thôi, đóng ngoặc đơn. Giang Nam, quê hương. 4. Hãy cho biết thành phần phụ chú ở mỗi câu trong bài tập 3 liên quan đến những từ ngữ nào trước đó. 5. Viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về việc thanh niên chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ mới. Trong đó có câu chứa thành phần phụ chú.